Từ sáng sớm 13 tháng 10 năm 2013, lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương, ban ngành, đơn vị các tỉnh phía Nam và hàng ngàn người dân đã tập trung tại Hội trường Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh để xem truyền hình trực tiếp lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trước màn hình trực tiếp lễ truy điệu tại Hà Nội, nhiều người lại không ngăn nổi dòng nước mắt. Sau khi phần tường thuật trực tiếp lễ truy điệu kết thúc, dòng người lại lặng lẽ vào hội trường để tưởng niệm và tiễn biệt đại tướng lần cuối. Thật sự là em rất xúc động. Không biết nói gì hơn. Đại tướng là người mà lòng dân yêu mến. Tất cả mọi người đều kính trọng đại tướng. Hồ Chủ tịch với đại tướng là người mà em yêu kính nhất. Thật ra Hồ Chủ tịch với đại tướng đều là vì dân hết. Không màng chút tư lợi gì cho bản thân mình. Thật là vĩ đại. Chị tới đây để chiến bác chị làm. Để sau này để chị dạy con chị ráng học nào tập mình nói theo gương của bác để sống với người có ích cho xã hội. Những người con phương Nam không có điều kiện được trực tiếp dự lễ truy điệu và đưa tiễn đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhưng cũng như đồng bào trên cả nước, họ vẫn đang hướng về hương hồn của người.